Xin chào mọi người, vậy là M3 đã chính thức về đến Việt Nam và đã có một số bạn đã sở hữu những chiếc MacBook M3 đầu tiên rồi. Như vậy là bể MacBook của chúng ta cũng sẽ rộng hơn, cùng với đó có nhiều lựa chọn hơn. Nhưng kéo theo đó cũng sẽ có thêm một vấn đề, đó là chọn lựa MacBook nó cũng khó hơn nữa bởi vì có quá nhiều máy mà. Việc gì khó thì đã có trường và Mac One lo. Bắt đầu ngay sau intro nhé. Và vẫn như rất nhiều các video khác của mình, về tiêu chí chọn máy nó vẫn sẽ là đầu tiên là tiền đâu. Tiền vẫn là một vấn đề rất quan trọng đối với chúng ta. Vậy thì video này cũng sẽ được phân theo các mức giá khác nhau, từ thấp đến cao. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ thấp trước nhá, với mức giá dưới 20 triệu. Đối với khoảng giá này thì cũng rất dễ tiếp cận đối với rất nhiều khách hàng, nhưng mà không có cái gì gọi là ngon bổ rẻ hoàn toàn cả. Bởi vì là khi mà mức giá nó thấp như vậy thì đồng nghĩa là nó cũng chỉ nằm ở một cái phần nó rất cơ bản thôi. Vậy thì lựa chọn chiếc máy gì? Vâng, vẫn là M1, một cái tên quá quen thuộc đối với chúng ta trong rất nhiều năm nay rồi. Một chiếc máy mà cực kỳ cơ bản, tất cả mọi thứ đều tốt ở một mức nó vừa đủ để có thể phục vụ cho các đối tượng cơ bản nhất, từ sinh viên cho đến người mới đi làm đều có thể là lựa chọn chiếc máy này được. Thực ra trong cái khoảng 20 triệu này chúng ta có cả những chiếc máy Pro Intel 2020 nữa, kể cả nó là i5 hay là i7 luôn nhá. Và RAM nó cũng rất cao, 16GB RAM, 512 SSD, 32GB RAM cũng có luôn. Nhưng tại sao lại là M1? Bởi vì tổng hòa lại rất nhiều thứ ở trong một chiếc máy mà chúng ta cần thì M1 lại đáp ứng được tốt nhất, mặc dù chỉ có 8GB RAM mà thôi. Màn hình thì thôi không phải nói đến nữa, MacBook thì màn hình nó rất là đẹp rồi. Và kể cả là MacBook Pro Intel hay là M1, màn hình nó cũng khá là xem nhau với cái độ phân giải rồi công nghệ màn hình. Cỡ màn hình cũng giống nhau thì chúng ta sẽ bỏ qua về các phần đó. Ngoài ra thì các cái phần cổng cắm hay là bàn phím hay trackpad, mọi thứ đều giống nhau cả, chỉ khác nhau về cái phần touch bar thôi. Còn touch bar thì mình sẽ nói về phần sau nhé. Bây giờ thì hãy nói kỹ hơn về phần RAM đi. Nếu như các bạn cảm thấy rằng là bản 16GB RAM nó tốt hơn, nó đa nhiệm hơn thì tại sao không chọn Pro, đúng không? Nhưng mà vấn đề là khi mà các bạn có được cái sự đa nhiệm đó thì việc mà khả năng xử lý của con chip nó nằm ở đâu, nó có xử lý được công việc cho bạn hay không thì cũng là một vấn đề chúng ta cần phải cân nhắc. Những bản chip Intel của những đời này, của Pro gần nhất đi là Pro 2020, nó chỉ là những chiếc chip thế hệ thứ 10 mà thôi, và cái xung hiệu năng của nó cũng không quá cao, tức là nó chỉ nằm trong cái việc mà chúng ta làm văn phòng. Thì khi mà làm văn phòng như thế thì việc mà cần quá nhiều RAM nó cũng không thật sự là quá cần thiết, nên mình muốn chú trọng nhiều hơn về cái phần hiệu năng ở con chip dành cho M1. Bởi vì ngoài cái việc mà hiệu năng nó ổn định ra, hỗ trợ cập nhật lâu dài ra, thì nó còn được một cái nữa, đó là về pin nữa. Pin của nó rất quan trọng nhá. Nếu như bạn nào sử dụng máy mà kiểu cần phải mang ra ngoài nhiều ấy, thì chắc chắn là pin của Intel nó sẽ không thể đáp ứng được mà các bạn sẽ phải mang theo sạc. Còn đối với cả M1 thì các bạn sử dụng 8-10 tiếng, sử dụng cả một ngày, nó là điều có thể làm được. Và đã có rất nhiều khách lựa chọn MacBook M1 rồi vì cái phần pin của nó cực kỳ tốt như vậy. À mà trong khoảng giá này chúng ta còn một chiếc máy nữa mà các bạn cũng rất bị phân vân nhiều trong cái khoảng giá dưới 20 triệu này, đó là Pro M1. Thì đối với cả cái sản phẩm này nó sẽ gần như là một con M1 luôn. Và các cái điểm khác của nó sẽ nằm ở phần touch bar này, là quạt này, và một nhân GPU. Đó là ba điểm khác nhau chính của Pro với cả M1. Thì tại sao mình lại vẫn muốn nói về M1 nhiều hơn? Bởi vì touch bar mình nói thật là nó không có tác dụng gì cả ngoài việc làm đẹp ra. Và chính Apple cũng đã phải thừa nhận điều đó khi mà kể cả bản M3 bây giờ cũng đã cắt cái touch bar đi rồi. Và cũng có rất nhiều người dùng phản hồi lại rằng là cái touch bar nó rất là ít tác dụng và cũng dễ bị hỏng nữa. Không phải là nó kém bền nhá, mà có thể là do tác động người dùng. Nhưng mà đối với các cái tác động đó thì thường phía vật lý nó không ảnh hưởng gì. Nhưng mà về cái bề mặt cảm ứng của touch bar thì có. Ok, về quạt tản nhiệt thì mình đã tiếp xúc đủ lâu với cả con Pro M1 này rồi, gần như là hàng ngày luôn. Và khi mà mình sử dụng cái con Pro M1 này á, cái phần quạt đó chạy đúng một lần duy nhất mà mình thấy được, đó là khi mà mình muốn test hiệu năng của con máy đó. Mình sử dụng 10 video 4K chạy cùng một lúc, cùng với đó xuất màn hình ngoài 2K. Xong còn có hai phần mềm, đó là HTML Fishbowl, để chạy liên tục cùng luôn. Khi đó thì mình test hiệu năng và cuối cùng thì khi mà mở đến tab tầm khoảng tab thứ 8, tab thứ 10 của video 4K, nó bắt đầu quạt nó mới chạy. Tức là nó phải rất nặng thì quạt nó mới chạy lên. Thì khi mà các bạn sử dụng làm văn phòng thôi thì cái quạt này gần như là vô nghĩa, bởi vì máy bản thân đã rất là mát rồi thì quạt chúng ta cũng có thể bỏ qua. Đó, còn về cái phần 1 nhân GPU thì một nhân GPU thì các bạn có thể là cân nhắc xem là có muốn là sở hữu được 1 nhân GPU đấy hay không. Hay đơn giản 7 nhân GPU ở trên M1 đấy đã có là đủ rồi. Các bạn có thể xử lý được hình ảnh 2D ở trên Photoshop và Illustrator rất là tốt rồi. Thì đó là yếu tố tổng hòa tốt nhất để dành cho M1, nằm là best choice ở trong cái sự lựa chọn dưới 20 triệu này. Đến với tầm giá tầm 20 đến 30 triệu thì thật sự là trong tầm giá này có rất nhiều MacBook để các bạn lựa chọn. Nên là mình sẽ cố gắng là chọn ra hai chiếc máy có khả năng là tốt nhất để các bạn lựa chọn được.
thì chiếc máy đầu tiên sẽ là MacBook Pro 2019 bản 16 inch. Vâng, giữa rất nhiều con chip M1, M2, M3 nhưng mình lại chọn chiếc Intel này là chiếc máy đầu tiên. Phải có lý do chứ, đúng không? Bản máy này là một bản máy rất là khỏe, rất tốt trước khi mà Apple Silicon được ra mắt. Thế cho nên đây vẫn là một cái món rất là hời cho các bạn khi mà chúng ta lựa chọn MacBook trong tầm giá này. Ở tầm giá này các bạn đã lựa chọn được một cái máy đỉnh cao nhất về cái cỡ màn hình thôi. 16 inch là cỡ to nhất hiện tại của MacBook rồi. Ngoài ra màn hình của nó cũng là màn hình độ phân giải tương tự với cả 3K, thì tầm đó cũng là rất là tốt để cho các bạn có thể lựa chọn được máy khi mà làm ảnh hoặc là làm video rồi. Cùng với đó nữa, cái hiệu năng ở con chip của chiếc máy này cũng không phải là yếu đâu nhá. Bởi vì là bây giờ chúng ta đã nhìn thấy M1, M2, M3 nó quá nhiều rồi nên là cảm thấy là Intel nó yếu. Nhưng mà không, đây là những con máy mà chip của nó là những chip hiệu năng cao và cực kỳ khỏe tại thời điểm ra mắt. Mà thực ra nó mới chỉ ra mắt tầm từ 2019 đến nay thì cũng chưa phải là quá xa để các bạn có thể lựa chọn, mà cái giá của nó hiện tại đang hợp lý để các bạn chọn được. Thêm một điểm nữa đó là nó có RAM, nó có ổ cứng rất cao ở trong tầm giá này luôn. 32GB RAM cũng có, 16GB RAM cũng có, 1TB SSD cũng có. Nói chung là vô cùng nhiều các cấu hình để cho các bạn lựa chọn. Thì đây cũng là một cái máy cũng rất là ok để mà các bạn cân nhắc được nhá. Nhưng mà nhược điểm thì cũng rất là nhiều. Tại sao mà nó tụt giá nhanh thì cũng phải có lý do. Bởi vì là chip hiệu năng cao nên kiểu gì về phần nhiệt độ của nó cũng không hề ổn một tí nào cả. Rất là nóng. Và đã có rất nhiều các cái ảnh chế về cái việc mà con Pro 2019 này nó nóng đến mức mà có thể dán được trứng hoặc là gì đó rất là nhiều trên mạng rồi. Nên là về cái phần nhiệt độ là một cái điểm yếu rất lớn của cái máy này. Nó yếu về phần nhiệt độ thì nó cũng sẽ kéo theo về phần pin. Phần pin của nó cũng sẽ hẻo đi khá là nhiều. Nếu như bạn đang dùng M1 hoặc là đang dùng những cái máy nào nó pin trâu á, thì quay sang những con máy này nó sẽ rất là yếu. Pin của nó thì loanh quanh khoảng cỡ tầm 3 đến 5 tiếng thôi, nó không phải là quá mạnh khi mà chúng ta nói về MacBook. Và ngoài ra một yếu tố nữa cũng ảnh hưởng từ cái phần nhiệt độ ra, đó là về khấu hao của máy. Đây là một chiếc máy ra mắt từ năm 2019. Nếu mà nói không lâu thì cũng không phải lắm. Nên là để mà lựa chọn chiếc máy này mà dùng lâu dài thêm một thời gian nữa, tầm 5 đến 6 năm nữa thì cũng có vẻ là chưa ổn. Nhưng mà dùng tại thời điểm này tầm khoảng 3-4 năm thì ok. Và các bạn cũng sẽ phải cân nhắc về cái vấn đề là nếu chọn những con Pro M19 Intel này thì cái phần việc mà bán máy để thu cũ đổi mới á, nó cũng sẽ lỗ đi khá là nhiều. Bởi vì càng ngày càng nhiều chip của Apple rồi thì những cái con chip Intel này vừa nóng vừa yếu pin thì chắc chắn là việc bán máy về sau nó cũng sẽ khó. Nhưng mà nói thế thì hơi bị dìm hàng cho những con Pro 2019 này. Thì chúng ta sẽ nói về cái điểm cộng lớn nhất của nó đi. Về phần chip này, hiệu năng của nó thì bây giờ vẫn đang rất là tốt để các bạn có thể xử lý tất cả các cái công việc về hình ảnh, kể cả làm video và kể cả code hoặc là làm 3D, nó đều có thể xử lý được. Nhưng mà chỉ ở cái mức gọi là có thể xử lý được thôi nhá. Còn nếu mà mượt mà nhanh thì không, chúng ta vẫn phải chọn lên những cái bản nó cao hơn. Cùng với đó nữa, một điểm rất mạnh của những con máy chip Intel đó là cài được Windows. Mình biết là ngay cài Windows vào cho Mac thì các bạn sẽ có thể nói về Parallel, hoặc là ai mà chê thì bảo nếu mà cài Windows vào Mac thì thả ra Windows Phone cho xong. Thì cũng đúng, nhưng mà cũng có nhiều người họ muốn sử dụng Mac mà, nhưng mà vẫn phải dùng Windows được, bởi vì đặc thù của công việc của họ như vậy. Và có thể là họ đã quen về việc dùng Windows, nên là khi mà mua những cái bản máy Intel này, các bạn có thể cài thẳng bootcamp luôn và có luôn các cái hệ điều hành Windows ở trên máy. Và đó cũng là điểm cộng rất lớn cho Pro 2019 và 16 inch này. Nếu như các bạn nghe về phần mình nói có nhiều các cái lựa chọn RAM, nhiều lựa chọn ổ cứng, thì tại sao cái ưu điểm đó lại không được bê xuống cho những con máy Intel mà bữa nay mình so với cả M1? Thì bởi vì là những cái cấu hình RAM với ổ cứng cao như thế á, nó sẽ phù hợp cho những cái công việc nó chuyên nghiệp hơn, nó cần đến những cái việc mà ổ cứng cao với RAM cao. Chứ còn nếu mà bây giờ bạn dùng văn phòng, chip của bạn yếu nhưng mà ổ cứng với RAM của bạn cao thì nó cũng không có ý nghĩa gì, đúng không? Đó, đấy là lý do tại sao mà cái phần ưu điểm này bây giờ mình mới nói ở trên Pro 2019 16 inch. Vậy thì trong tầm giá này còn chiếc máy nào nữa nhỉ? Chắc chắn rồi, đó là MacBook Air M2. Với sự xuất hiện của MacBook Air M3 thì MacBook Air M2 bây giờ giá đã xuống rồi, rất là đẹp để cho các bạn có thể lựa chọn. Và cùng với đó nữa, sẽ có những người có nhu cầu để đổi máy thì M2 lại sẽ có thêm nhiều máy cũ hơn. Vậy là từ cái khoảng giá 20 đến 30 triệu các bạn sẽ có được trải dài rất nhiều các cấu hình cho M2 luôn. Từ bản base 8GB 256 cho đến những cái bản mà có RAM cao 16GB 256 SSD đều có máy, và nó rất là ngon để cho phục vụ từng đối tượng một, kể cả làm code này, làm ảnh này, làm video này, văn phòng hay là rất nhiều các công việc khác đều có thể làm được. Nhưng mà đối với cả những công việc mà có tính chuyên nghiệp cao, cần nhiều về tài nguyên của máy, thì nó vẫn sẽ đáp ứng ở một cái mức gọi là cơ bản đến trung bình khá. Chứ còn nếu mà để mượt mà chuyên nghiệp hẳn ấy thì vẫn phải chọn lên Pro, những cái bản cao hơn kiểu M3 Pro hay là gì đó. Thì trong cái tầm giá này chúng ta cũng không đòi hỏi gì nhiều về một chiếc MacBook và cần phải làm được nhiều thứ cả. Những cái gì ở trên M2 đã quá là tốt rồi. Màn 2K này, có vân tay, bàn phím gõ thì nảy, mà
trackpad dùng cũng vẫn rất là ok. Nếu mà nói về điểm trừ của chiếc máy này thì có lẽ là mình chỉ chê duy nhất là về cái phần cổng cắm quá ít, hai cổng Type-C và một khe cắm tai nghe thôi. Cùng với đó nữa là máy này sẽ không có thể cài được Bootcamp và cũng không thể cài được Windows một cách chính thức ở trên máy này. Chúng ta chỉ cài được giả lập Win qua Parallel mà thôi nhá. Bây giờ hãy cùng nâng tầm giá lên một chút, tầm từ 30 đến 40 triệu thì các bạn sẽ có những chiếc máy yêu cầu ít nhất là sức mạnh nó cũng phải tốt đã, hoặc chí ít thì cũng phải là có RAM hay là ổ cứng nó nhiều một tí để các bạn có thể là xử lý được công việc nó lâu dài hơn, vì đầu tư lên tầm này là cũng khờ khớ rồi. Thì ở đây mình sẽ có hai chiếc máy để có thể lựa chọn, nhưng mình vẫn sẽ ưu tiên hơn cho chiếc máy này, đó là MacBook Pro 2021 bản 14 inch. Thì chiếc máy này thì mình đã có từng lên một video đánh giá về nó qua một thời gian dài mà nó được ra mắt, và mình vẫn giữ nguyên quan điểm từ video đó luôn, đó là đây là một chiếc máy cân bằng và hoàn hảo nhất trong các máy Mac tại thời điểm này. Nó có sức mạnh lớn từ chip giúp xử lý các công việc chuyên nghiệp ở mức khá tốt luôn. Đối với chiếc máy sở hữu chip Pro đầu tiên này của Apple thì chúng ta vẫn có mọi thứ đều đang rất ok tại thời điểm này. Sức mạnh lớn đến từ con chip giúp cho các bạn có thể xử lý công việc ở mức khá tốt cho đến gọi là tốt luôn. Độ đa nhiệm thì cao bởi vì base của chiếc máy này đã là 16GB rồi mà. Còn đối với cả các phần cứng khác, ví dụ như là màn hình, độ phân giải 4K, 120Hz, loa thì cực kỳ hay, còn cổng kết nối xung quanh thì gần như là đầy đủ cho đa phần các công việc luôn. Thời lượng pin của chiếc máy này đã từng có thời gian nằm trong top laptop pin trâu nhất thì gần như là rất hoàn hảo ở chiếc máy này rồi, cũng không có điểm gì để chê về con Pro 2021 14 inch này cả. Có chăng thì hạn chế duy nhất bây giờ có thể bới vết ra thì nó là cài Win ở trên này, nó không cài được. Còn lại thì nếu như các bạn đã chọn được con máy này rồi thì không có gì để chê luôn, tất cả các công việc đều có thể đáp ứng được nhá. Còn về phía còn lại, chúng ta lại có một chiếc đó là M3, nhưng lần này nó sẽ là M3 với 16GB và 512 SSD. Apple lần này lại đẩy luôn cho chúng ta là 16GB 512 chứ không có 16256 nữa, nếu như bạn nào cần 16256 để phải đặt. Thì ở đây nó có sẵn 16512 luôn, thì đồng nghĩa với việc là chúng ta đã có thể lựa chọn chiếc máy này để sử dụng lâu dài được rồi, vì RAM của cứng nó cũng rất là ok, chip thì là chip M3. Nhưng mà khi mà mình đề cập đến chiếc máy này thì các bạn sẽ hỏi ngay, tại sao không chọn Pro M3? Nó cũng là chip M3 mà trong khi màn hình nó còn ngon hơn, loa nó hay hơn, cổng kết nối nhiều hơn. Thì ở đây mình sẽ giải thích như thế này nhá. Bởi vì là khi mà các bạn lựa chọn một con máy mà có những cái thứ ngon như thế, màn hình đẹp, cổng kết nối nhiều, thì các bạn sẽ cần phải phục vụ nó với một cái công việc mà cần cái độ chuyên nghiệp cao, cần nó phải tốt. Chứ còn nếu mà các bạn có những cái thứ tốt đó do các bạn về chỉ để giải trí hoặc là làm những công việc mà nó không cần thiết đến những cái màn hình quá xịn như vậy, thì có phải là quá thừa hay không? Chỉ bằng cái phần đó chúng ta đắp vào một cái mà không thể thay thế được ở trên Mac, đó là RAM. Thì các bạn đầu tư vào cái phần RAM 16GB thì các bạn có thể sử dụng lâu dài được hơn. Màn hình ở trên M3 đâu phải là quá tệ đúng không? Màn hình 2K mà, độ phân giải của nó cũng rất là tốt, màn hình rộng. Rồi thì cổng kết nối thì các bạn có thể cắm thêm cáp chuyển vào, đầu tư thêm một chút. Thì như vậy là các bạn sẽ có một cái máy nó hoàn hảo hơn, thay vì việc là chúng ta đầu tư vào những cái mà nó quá thừa, xong đến cái thiếu chúng ta lại không có. Thì M3 sẽ là lựa chọn của mình trong phần này nhé. Trên đây là một vài lựa chọn notebook của mình, còn ý kiến của các bạn như thế nào thì hãy comment ở phía bên dưới nhé. Và ngoài ra, nếu như các bạn nào đã có kinh nghiệm sử dụng về các chiếc máy mà mình đã đề cập rồi thì cũng có thể comment lại để cho những người nào mà đang có ý định lựa chọn chiếc máy đó tham khảo và có một cái lựa chọn tốt nhất nhé. Và nếu thấy nội dung này hữu ích, hãy để lại một nút like cùng với một đăng ký kênh. Đây sẽ là động lực để cho kênh chúng mình phát triển hơn nữa đấy nhá. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.